Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì HiTech xin giới thiệu chiếc điện thoại Q308. Nó là một chiếc điện thoại có kích thước nhỏ, rất là nhỏ và gọn, và điểm đặc biệt là nó có thể sử dụng như một chiếc spinner. Đây, các bạn thấy là kích thước nó rất là gọn. Đó, nó chỉ tương đương với hai ngón tay của chúng ta thôi. Vỏ này thì nó làm bằng nhựa. Đây là vỏ nhựa. Bàn phím đặc biệt của nó là nó không có các cái phím hướng ở trục giữa này, mà nó thay bằng hai cái phím hướng hai bên như thế này. Màn hình của nó thì khá là nhỏ, là màn hình vuông. Về chức năng thì nó cũng chỉ có là nghe gọi, nhắn tin, nghe nhạc, nghe FM, còn có cả quay phim chụp hình nữa. Cái máy này nó có một cái đặc biệt, đó là nó có cái đèn này, nó có cái đèn chớp chớp ở trên này nè. Nó có chức năng gọi là Always Hot đó, thì nó chớp liên tục như vậy. Các bạn để đâu nó cũng chớp như vậy, thì để cho nó chúng ta không bị lạc cái điện thoại, vứt về xó nào thì cũng tìm ra được. Nó sử dụng hai sim hai sóng, các bạn chú ý là chúng ta tháo nắp ở trên này. Đây là cái hướng dẫn lắp sim, lắp thẻ nhớ ở đây. Chúng ta tháo nắp như thế này, nó chỉ tháo được phần này để chúng ta lắp sim thôi. Thì nó có một cái sim 1 là nằm dưới này, ta kéo cái khay lên và lắp chiều đúng như thế này. Khe sim 2 thì lắp như thế này, đó là sim nhớ, sim card của iPhone 4 và khe thẻ nhớ. Đấy. Nếu chúng ta bật nó lên thì nó giống như là một cái spinner có đèn vậy đó, cũng rất là lạ. Chúng ta có thể vừa dùng nó để nghe gọi, nghe nhạc, nghe đài FM hay buồn thì cầm trên tay và xoay cho nó đỡ buồn. Theo cảm nhận của tôi thì thời gian xoay của chiếc này nó cũng khá là lâu, bởi vì cái trọng lượng nó nặng, với thứ hai là cái vòng bi nó làm khá là tốt. Chúng ta có thể hai tay xoay hai cái, bật đèn lên giống như là spinner có đèn. Đây có thể là một trào lưu rất là tốt. Điện thoại làm theo kiểu spinner nhưng mà nó ra đời hơi chậm, giống như ra đời trước đây khoảng 2-3 tháng gì đấy, thì có lẽ là rất là hot. Nhưng hiện giờ thì chúng ta có thể xài và quay cũng được, khỏi phải tốn tiền mua thêm spinner, mà có một chiếc điện thoại nhỏ gọn để làm sơ cua. Xoay khá là lâu. Okay. Chúng ta thấy là cái hộp của nó thì rất là dễ thương, nó nhỏ. Trong hộp thì nó chỉ có một cái máy và một cái sợi cáp sạc, nó chỉ có như vậy thôi. Xin cảm ơn các bạn.